Chào các bạn, hôm nay đến với đường của khu hành chính Châu Thành, xem ngắm qua Kèn Hồng quý vị ơi. Này khách lên đông lắm quý vị, này ngay ngày thứ bảy khách đến chụp hình từ sướng rất đông. Đi vòng vòng cho các bạn xem nha. Loa Kèn Hồng rất đẹp. Đó quý vị, nguyên một dãy dài lắm á. Quá đông. Chụp hình đẹp lắm quý vị ơi. À, quá đẹp luôn. Chụp hình nhóc chơi quý vị, đẹp lắm á. Cái chiều nó mới mát, đẹp lắm. Giờ này chụp hình quá trời lắm rồi. Ừ. Đó. Rồi làm chụp đi. Lẹ đi, lẹ đi. Con số bông đang nở nữa. Đường này dài lắm á. Mấy trăm mét. À, toàn là qua Kèn Hồng không đó quý vị. À, quý vị. À, đẹp lắm quý vị. Rất rụng đầy. Nó quá đẹp như vậy. Đầy cây hết trơn. Chụp hình cưới nữa quý vị. Gì không hay là cưới nè. Có đất chụp hình nhiều lắm. Đẹp lắm. Đây là khu hành chính của Ủy ban nhân huyện Châu Thành, Sóc Trăng quý vị. Tấp nập khách thập phương quý vị. À. Đi con đường
cho quý vị xem. Các tỉnh là Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cần Thơ xuống nhiều lắm quý vị. Đẹp chụp hình. Quay một vòng quý vị xem.